Ngô Quang Trưởng tuyên bố Việt Cộng bước qua xác tôi mới vào được Huế và cái kết. Ngô Quang Trưởng là một tướng lĩnh cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa. Tướng trưởng từng giữ quân hàm cao nhất là Trung tướng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Khác với nhiều quan chức tướng lĩnh tham nhũng, ham mê tửu sắc và bất tài, tướng trưởng là một vị tướng sạch, có năng lực và luôn tận tụy với công việc nhà binh của mình. Ông cũng là người sống có nguyên tắc, kỷ luật và luôn có cách cư xử đúng mực của người nhà binh, kể cả khi thất trận. Tháng 3 năm 1975, khi quân giải phóng mở chiến dịch đồng loạt tổng tấn công trên khắp miền Nam, với chức vụ tư lệnh quân đoàn 1 và quân khu 1, ông trưởng được lệnh phải giữ bằng được Huế. Trong tình hình này, ông tuyên bố, Việt Cộng phải bước qua xác tôi mới vào được cố đô Huế. Còn Tổng thống Thiệu thì tuyên bố trên đài Sài Gòn, bỏ Kon Tum, Pleiku để bảo toàn lực lượng, còn Đà Nẵng, Huế, quân khu 3 sẽ phải giữ đến cùng. Mời quý vị cùng tìm hiểu chuyện tử thủ đến cùng của các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa tại khu vực Huế, Đà Nẵng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử trong video sau đây của chúng tôi. Sau khi chiến dịch Tây Nguyên mở màn, ngày 5 tháng 3 năm 1975, cuộc tổng tấn công của quân giải phóng miền Nam tại quân khu 1 được phát động bắt đầu từ Trị Thiên rồi đến Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi từ ngày 10 tháng 3, tiêu diệt nhiều đơn vị quân đội Sài Gòn và áp sát các đô thị. Chỉ một ngày sau khi chiến dịch Tây Nguyên bắt đầu, quân giải phóng mở chiến dịch Huế-Đà Nẵng, liên tiếp các hung tin bại trận từ chiến trường gửi về cho Ngô Quang Trưởng. Tình thế quân đội Sài Gòn khi này thật sự bi đát. Tướng trưởng gọi điện về Sài Gòn thúc giục ông Thiệu chấp nhận cho quân đội tăng phái để cầm cự địa bàn thêm chút nữa. Tuy nhiên, với sức tấn công như vũ bão, hỏa lực quá mạnh đến từ phía quân giải phóng đã nhanh chóng làm lực lượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa án ngữ ở vùng 1 vỡ trận tan tành. Khi quân giải phóng mở màn tấn công, Ngô Quang Trưởng hết mực tin tưởng vào khả năng chống cự của các sư đoàn Việt Nam Cộng Hòa. Lý do là bởi, vào ngày 8 và ngày 9 tháng 3, quân dù và địa phương quân Việt Nam Cộng Hòa đã thành công đẩy lui được một cuộc tiến công của quân giải phóng ở khu vực phía đông quốc lộ 1 thuộc tỉnh Quảng Trị. Đã thế, thủy quân lục chiến còn bẻ gãy một cuộc tổng tấn công khác của quân giải phóng ở Huế. Vài ngày sau đó, sư đoàn 1 và sư đoàn 2 cùng đẩy lui được một số đợt xung phong của quân giải phóng định cắt đứt quốc lộ 1. Tất cả những tín hiệu tích cực này đã củng cố niềm tin trong tâm khảm của Ngô Quang Trưởng. Nhưng vào ngày 10 tháng 3, các kế hoạch có sẵn của tướng trưởng đều chơi với khi các trận đánh của quân giải phóng và Ban Mê Thuật và vào phía Tây Sài Gòn đã làm cho Nguyễn Văn Thiệu và giới lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa tin rằng mục tiêu của quân giải phóng là Sài Gòn. Do đó, việc cần làm lúc này là phải tổ chức lực lượng chủ bị để bảo vệ Sài Gòn. Thiệu lệnh cho tướng trưởng phải cho sư đoàn dù sẵn sàng rời khỏi miền Trung trong vòng 3 tuần. Mà đùng một cái, hai ngày sau, Thiệu đòi sư đoàn dù phải trở về Sài Gòn ngay. Đúng là xoay như trong chóng. Ngô Quang Trưởng đành tìm Cao Văn Viên nhờ can thiệp thì được biết lệnh này của Thiệu không thể thay đổi được nữa. Sau đó, ông Viên cũng cam đoan với tướng trưởng là sẽ thay thế dư đoàn dù bằng một lữ đoàn thủy quân lục chiến mới được lập xong. Lúc ấy là ngày 12 tháng 3. Ngô Quang Trưởng trong lòng vẫn nóng như lửa đốt, lo ngại cho số phận của miền Trung nên ông ta quyết định trở về Sài Gòn vào ngày 13 tháng 3 để gặp Thiệu, khẩn thiết yêu cầu một buổi họp để trình bày nhu cầu của vùng 1. Buổi họp quan trọng này có mặt cả tướng Cao Văn Viên, Đặng Văn Quang và Nguyễn Văn Toàn đang là tư lệnh quân đoàn 3. Tướng trưởng nói cho mọi người biết nguy cơ nếu rút sư đoàn dù về Sài Gòn, không có sư đoàn dù thì sẽ mất Quảng Trị và Huế. Thiệu không muốn giải quyết các khó khăn của tướng trưởng một cách trực tiếp. Thay vào đó, Thiệu lại giải thích kế hoạch rút bỏ bớt lãnh thổ, tức là ông ta sẵn sàng bỏ luôn các tỉnh phía Bắc Việt Nam Cộng Hòa. Thiệu giải thích rằng vì ngoại viện giảm và Mỹ sẽ không can thiệp, cho nên phải rút các lực lượng về để bảo vệ Sài Gòn và tổ chức một lực lượng chủ bị chiến lược. Quan điểm của Thiệu là thà mất vùng 1 và vùng 2 còn hơn. Thiệu cho tướng trưởng 4 ngày để bố trí lại các lực lượng trước khi sư đoàn dù rút đi. Mấy viên tướng có mặt trong buổi họp không muốn nói cho tướng trưởng biết một tin xấu khác nữa là sau sư đoàn dù thì đến lượt sư đoàn thủy quân lục chiến cũng sẽ rút đi. Cho nên khi trở về vùng 1, tướng trưởng vẫn còn yên chí là vẫn còn có trong tay 4 sư đoàn. Trở về Đà Nẵng, tướng trưởng rất tức giận vì kế hoạch phòng thủ của ông ta bị phá vỡ. Tuy nhiên, ông ta cũng không trái lệnh của Thiệu. Ngày 19 tháng 3, Thiệu gọi tướng trưởng về họp tại Sài Gòn. Cũng như trong buổi họp trước, tướng trưởng bắt đầu phần trình bày tình hình vùng 1 và ông ta phác họa các ngả đường để rút về Đà Nẵng. Theo đại tướng Viên thuật lại trong cuốn Những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, thì tướng trưởng trình bày kế hoạch với hai giải pháp. Kế hoạch thứ nhất là nếu quốc lộ 1 còn sử dụng được, ông sẽ rút từ Huế về Đà Nẵng và từ Chu Lai về Đà Nẵng. Kế hoạch thứ hai, nếu quốc lộ 1 bị cắt, các lực lượng sẽ rút vào ba cứ điểm là Chu Lai, Huế và Đà Nẵng. Nhưng Huế và Chu Lai chỉ là hai nơi tập trung quân để cuối cùng thì rút về Đà Nẵng bằng đường biển. Đà Nẵng sẽ là điểm phòng thủ chính.
do 4 sư đoàn bộ binh và 4 liên đoàn biệt động quân đảm nhận. Vì lúc ấy không thể rút quân theo kế hoạch thứ nhất được, vì đoạn đường Huế - Đà Nẵng, Chu Lai - Đà Nẵng đã bị chốt, làn sóng tị nạn lại đang từ mọi ngả. Dùng con lộ duy nhất này để chạy về Đà Nẵng, nên tướng trưởng kết luận, chúng ta chỉ có một chọn lựa và chúng ta phải thi hành ngay trước khi quá trễ. Chọn lựa của tướng trưởng là rút quân về Huế, Đà Nẵng, Chu Lai và lợi dụng những công sự phòng thủ đã có trong thành phố hay địa hình chung quanh như những cao điểm của những ngọn đồi ngoại thành để chống cự. Trong cuộc họp ngày 19 tháng 3, Tổng thống Hiệu đã kể lại là ông ta miễn cưỡng chấp thuận kế hoạch thứ hai của ông trưởng vì ông trưởng nói không còn đường nào tháo lui khỏi Huế được nữa vì quốc lộ 1 đã bị chặn. Sau đó ông Thiệu tiến ông trưởng ra khỏi Dinh Độc Lập và nói: "Tôi đợi ý đến khi anh về Đà Nẵng rồi sẽ tuyên bố cố thủ Huế trên đài phát thanh." Sáng hôm sau là ngày 20 tháng 3 năm 1975, tướng trưởng về tới bản doanh của thủy quân lục chiến ở phía nam phòng tuyến Mỹ Chánh. Tại đây ông ta nói với các cấp chỉ huy của quân đoàn 1 rằng Thiệu ra lệnh phải giữ Huế. Các sĩ quan tỏ vẻ vui mừng vì rút cuộc thì ít ra họ cũng nhận được một mệnh lệnh dứt khoát và cương quyết và họ sẽ sẵn sàng chiến đấu trong thế chuẩn bị hiện tại. Đến 1 giờ 30 hôm ấy, người dân được nghe lời tuyên bố thâu băng của Thiệu qua đài phát thanh Huế rằng Huế sẽ được bảo vệ bằng mọi giá. Nhưng đến buổi chiều cùng ngày, khi trở lại bản doanh quân đoàn, tướng trưởng vô cùng ngạc nhiên nhận được một lệnh không giữ Huế nữa. Một mật điện từ Sài Gòn gửi tới nói với tướng trưởng rằng Bộ Tổng Tham mưu chỉ có phương tiện để yểm trợ một vùng cố thủ tại vùng 1, có nghĩa là tướng trưởng phải lựa chọn để giữ lấy một vùng. Thế là lại một lần nữa tướng trưởng tin rằng lệnh đã ra là phải rút về Đà Nẵng và quân lực Việt Nam Cộng Hòa không cần phải tử thủ để giữ Huế. Vào thời điểm này thì đài BBC luôn loan báo đầy đủ chi tiết về cuộc triệt thoái Pleiku và tiên đoán là quân đội Bắc Việt sẽ tới vùng phụ cận Sài Gòn trong vòng vài ba tuần lễ vì quốc lộ 14 từ Ban Mê Thuật đã mở rộng. Còn đài VOA thì tường thuật về việc miền Nam hết hy vọng với viện trợ Mỹ. Binh sĩ nghe liên tục như vậy nên tinh thần sa sút rất nhanh. Từ miền Trung, đơn xin tiếp liệu về thực phẩm, dược phẩm, nhà tạm trú cho gia đình binh sĩ và nhân dân di tản tới tấp bay về Sài Gòn, nhưng chính phủ Trung ương đã hầu như cạn kiệt. Trong buổi họp ngày 25 tháng 3 ở Dinh Độc Lập, sau khi Tổng thống Thiệu gọi tướng trưởng, nếu ông quyết định giữ Huế thì được bao lâu? Tướng trưởng trả lời là chỉ giữ được một ngày, hai ngày. Ông Thiệu lặp lại cho mọi người nghe rồi ra lệnh: "Vậy nếu không giữ được, phải quyết định ngay và nếu quyết định bảo Huế thì phải làm cho lẹ." Sau khi tham khảo với đại tướng Viên, Tổng thống Thiệu ra chỉ thị cho ông, gửi công điện cho tướng trưởng, đưa ra ba lệnh. Thứ nhất bảo Huế, thứ hai phải làm cho lẹ và thứ ba tử thủ Đà Nẵng. Tổng thống Thiệu thở dài: "Mình trông cậy vào ba cứ điểm mà bây giờ chỉ còn một ở Đà Nẵng." Vào đêm 25 tháng 3 năm 1975, Trung tướng Ngô Quang Trưởng lệnh cho Sư đoàn 1 Bộ binh và các đơn vị quanh Huế rút về Đà Nẵng, lệnh cho Sư đoàn 2 Bộ binh ở chi khu Quảng Ngãi và thân nhân của họ ra Cù Lao Ré ngoài khơi Chu Lai. Hai tàu Dương Vận Hạm đón Sư đoàn 2 Bộ binh tại Chu Lai đưa về Cù Lao Ré. Một nửa quân số của Sư đoàn 2 lên tàu vào Bình Tuy. Khoảng 6.000 quân của Sư đoàn 2 Bộ binh đã đào ngũ, giã ngũ, không còn kỷ luật và tinh thần chiến đấu. Thực hiện mệnh lệnh tử thủ, ngày 26 tháng 3 năm 1975, tướng Ngô Quang Trưởng thu gom lính các đơn vị chừng khoảng là 75.000 quân, lập thành hai tuyến phòng thủ quanh Đà Nẵng. Thế nhưng ít lâu sau, có lệnh di tản, Bộ Tư lệnh Tiền phương quân đoàn 1 vào Đà Nẵng, lại cộng thêm xích mích gay gắt giữa ông ta với Tổng thống Thiệu. Cùng lúc đó, tin tức về việc bỏ cao nguyên cùng dòng người di tản hàng trăm ngàn người ùn ùn đổ vào Đà Nẵng khiến thành phố trở nên hoảng loạn và không thể kiểm soát được. Trong cuốn Descent Interval của tác giả Frank Snapp, viết về lòng thương của tướng trưởng đối với binh sĩ và hậu quả như sau. Đang khi tướng trưởng trình bày với Tổng thống Thiệu về kế hoạch của ông, thì số quân đội mà ông cần để thi hành này lại đang tan rã, và đó là lỗi của ông ta một phần. Mấy ngày trước đó, ông ta đã cho phép quân nhân của Sư đoàn 1 được phép lo cho an toàn của gia đình họ. Ông đã làm như vậy là vì lòng thương của một tư lệnh đối với binh sĩ. Nhưng khi quốc lộ 1 đã bị chặn lại rồi thì chỉ thị này đã dẫn tới hỗn loạn vì sĩ quan cũng như quân nhân đã bỏ đồn từng loạt để lo cho thân nhân tìm lối thoát. Ngày 27 tháng 3 năm 1975, quân giải phóng tấn công quyết liệt và chiếm được các cứ điểm Phú Gia, Hải Vân cùng các vùng lân cận. Quân đoàn 1 của quân đội Sài Gòn chỉ còn Sư đoàn 3 Bộ binh và 2 Lữ đoàn Thủy quân lục chiến. Sư đoàn 1 và Sư đoàn 2 Bộ binh đã bị tan rã hoặc lên tàu di tản nên quân số còn rất ít.
cộng với việc rút sư đoàn dù về Sài Gòn và tin đồn Tổng thống Thiệu muốn rút cả sư đoàn thủy quân lục chiến, khiến tinh thần binh sĩ của tướng trưởng đã xuống rất thấp. Quan và lính thì tranh nhau lên máy bay, gây ra cảnh ẩu đả náo loạn. Sĩ quan binh sĩ cùng với gia đình thì tháo chạy, gây ra cảnh cướp bóc và bắn giết. Hàng vạn lính đã mắc kẹt tại Đà Nẵng chạy ra bán đảo Sơn Trà hòng thoát về phía Nam bằng đường biển, gây ra cảnh chen lấn dẫn đạp tranh nhau xuống tàu, binh lính đạp cả sĩ quan xuống biển. Cuộc di tản hoàn toàn thất bại, tổn thất toàn bộ lực lượng quân sự và cơ giới của quân đoàn 1 trong thời gian rất ngắn. Thiệt hại đáng kể nhất là việc quân lực Việt Nam Cộng Hòa mất hoàn toàn quyền kiểm soát vùng lãnh thổ có 3 triệu dân và việc tan rã 4 sư đoàn quân chủ lực, trong đó có 2 sư đoàn thuộc hàng thiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là Sư đoàn 1 Bộ binh và Sư đoàn Thủy quân lục chiến, đưa đến sụp đổ toàn bộ miền Nam một cách nhanh chóng bất ngờ. Trong vòng 32 giờ, hơn 100.000 quân ở Đà Nẵng dưới quyền tướng trưởng đã hoàn toàn tan rã và đầu hàng. Việc các đơn vị quân đội Sài Gòn tháo chạy khỏi Đà Nẵng vào ngày 29 tháng 3 là sự thất bại toàn bộ công cuộc tổ chức phòng thủ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa tại quân khu 1, trung tâm là Đà Nẵng. Tổn thất nặng nề về quân lực, tướng lĩnh mất tinh thần, lòng người rối loạn, lại mất Đà Nẵng cùng toàn bộ quân khu 1 vào thời điểm cuối tháng 3. Điều đó đồng nghĩa chế độ Việt Nam Cộng Hòa mất đứt gần 50% lãnh thổ và sức mạnh còn lại. Sự thất bại đó đã làm rúng động cả Hoa Kỳ và lung lay bộ máy chính quyền Sài Gòn, đẩy thể chế Việt Nam Cộng Hòa nhanh chóng chuyển sang giai đoạn tồn tại cuối cùng. Còn về phần tướng Ngô Quang Trưởng, ông ta đã không thể giữ lời hứa chết trong thành phố Huế, mà đành cắn răng tìm cách bơi ra tàu chiến đang neo đậu ngoài khơi Đà Nẵng để thoát khỏi vòng vây. Khi bơi được tới nơi, ông được dìu lên tàu trong tình trạng sức khỏe giảm sút, phải thở bằng máy. Một nhân chứng có mặt trên chiếc thuyền ấy đã kể lại rằng, khi chiếc tàu này đang trên đường di tản về Sài Gòn, tướng Ngô Quang Trưởng còn nhận được một lệnh khẩn của Tổng thống Thiệu chỉ đạo là quay về để tái chiếm Đà Nẵng. Nhưng với một thực tế quá đỗi bẽ bàng, tướng trưởng đành phải phúc đáp cho Tổng thống Thiệu rằng hiện tại ông ta không thể lấy ai để thi hành nhiệm vụ vì lính tráng đã mỗi người một nơi, cấp chỉ huy thì mạnh ai nấy thoát. Sau đó tàu cập bến Cam Ranh chở theo tướng trưởng cùng với hơn 4.000 thủy quân lục chiến. Hạm trưởng được lệnh chuyển ông sang tàu khác tốt hơn và bỏ lại 4.000 thủy quân lục chiến ở Cam Ranh, chờ một mình ông vào Sài Gòn nhưng ông từ chối. Tàu cập bến cảng Vũng Tàu, sau đó ông được chuyển vào Tổng Y viện Cộng Hòa chữa trị. Trong những ngày tàn tức tưởi của chế độ Việt Nam Cộng Hòa vào cuối tháng 4, khi đội ngũ các tướng tá phục vụ chính quyền Sài Gòn đã có suất chạy ra nước ngoài hết cả rồi, một sĩ quan lục quân Mỹ từng làm việc với tướng trưởng đã đến gặp gia đình ông và đề nghị di tản khỏi Sài Gòn. Ngô Quang Trưởng đã cho vợ con xuống tàu thủy để ra đi, còn riêng ông thì sẽ ở lại. Mặc cho tình hình chiến sự ngày một xấu đi, lính tráng thi nhau chạy trốn, quân đội tan rã, tướng trưởng vẫn cố nán lại để chiến đấu trong vô vọng. Buổi sáng 30 tháng 4, trên đường đào thoát, Nguyễn Cao Kỳ đã ghé vào trụ sở Bộ Tổng Tham mưu và bắt gặp Ngô Quang Trưởng đang ngồi ở đó, thất thần nhìn bản đồ và hút thuốc. Lúc này tại đây đã rất vắng người vì đa phần nhân sự đều mạnh ai nấy chạy. Ông Trưởng rất thất vọng, mặc dù muốn tiếp tục chiến đấu nhưng lực bất tòng tâm. Thế là Nguyễn Cao Kỳ đã đưa Ngô Quang Trưởng lên máy bay để di tản cùng mình ra tàu sân bay của hạm đội 7 và rồi từ đó ông ta đến đảo Guam để đoàn tụ với gia đình. Tại đây, với sự giới thiệu của tướng Cusman, người từng là cố vấn quân sự của Mỹ tại vùng 4 chiến thuật, ông Trưởng và người con trai bắt đầu đi học nghề nông ở một nông trại cho đến lúc chuyển đến định cư tại Virginia, miền đông nước Mỹ. Sau này, khi sống trên đất Mỹ, có thông tin nói rằng ông Ngô Quang Trưởng sống khá khép mình, không tham gia hay giao lưu với hội các cựu binh Việt Nam Cộng Hòa khác. Những ngày dài sống lưu vong trên đất Mỹ, Ngô Quang Trưởng không giống những tướng tá của chế độ Sài Gòn trước đây. Ông sống lặng lẽ trong nỗi trầm uất cay đắng của một viên tướng thua cuộc. Người thân của ông thì kể lại rằng, ước nguyện cuối cùng của ông là được đưa cho cốt về cùng đất mẹ. Mùa hè năm 2008, bà Nguyễn Tường Nhung, vợ ông, cùng những đứa con của mình đã làm theo di nguyện ấy, đưa cho cốt chồng, cha của mình về Việt Nam.